cái chỗ này của con em này sao? Em gì á, cô kêu em gì? Em cô. Em cô. Em cô con bị sao? Em cô bị đau. Sao mà bị đau? Ai làm em cô bị đau? Thằng Liêm. Thằng Liêm nó làm gì em cô con? Nó cắt cô con, nó lá vào. Bây giờ nó cắt con hả? Sao con không la lên cho ngoại qua liền? Nó quánh có con, nó có quánh con không? Có. Nè Khôi, con nằm trước chứng đạo. Không, con ngồi đi, con ngồi nói chuyện với bác cái đi là con nằm. Nè Khôi. Nè, bác thương nè. Để bác chở đi thành phố chơi chẳng. Bác chở đi bằng xe du lịch. Đi con ngồi vậy nói chuyện cho chút nữa mình đi bằng xe du lịch. Khôi ơi. Con đau không? Đau. Đau nhiều không? Không có, con có hết đau. Bây giờ con còn đau nhiều hết. Bây giờ con còn đau không? Bây giờ con đau nhiều hết. Ít. Rồi sao đau, con nói bác nghe đi con. Rồi con bị làm sao vậy? Cái đó con kêu bằng gì? Cái đó chỗ đó con sao bị đau? Không có đau đâu. Không có cái chỗ con này của con sao? Em gì á? Con kêu em gì? Em cô. Em cô. Em cô con bị sao? Em cô bị đau. Sao mà bị đau? Ai làm em cô bị đau? Thằng Liêm. Thằng Liêm nó làm gì em cô con? Nó cắt cô con, nó lá vào. Bây giờ nó cắt con hả? Sao con không la lên cho ngoại qua liền? Nó quánh có con, nó có quánh con không? Có. Con quên rồi. Con quên rồi. Ôi trời. Hồn giờ nhiên. Giờ con thấy nó còn sợ không? Nó ngồi đàng hoàng đừng tổ. Quá hồn nhiên vậy đó trời. Mẹ thương con, mẹ khóc. Mẹ chưa con, mẹ chưa ngoại. Những đứa vậy đó, không thương mà lại thành tàn nhẫn dữ vậy trời. Rồi em đi nói chuyện với bác thì chú bác chở đi xe du lịch chơi. Trời ơi. Con ơi. Bây giờ á con còn sợ không? Dạ, con sợ ông Liêm. Con gặp ông Liêm đó con có sợ không? Sợ. Là không có lại gần nữa nha. Nha. Con có kêu ngoài đóng cửa không? Có kêu ngoài đóng cửa không? Con nói làm sao? Nói làm sao với ngoại? Con bị nước quá trời. Chèo quá cái kêu mẹ đóng cửa thì để Liêm vô cắt cu con nữa. Trời ơi trời. Ám ảnh con em mới tới khi nào mới hết. Ám ảnh nhiều con lắm á. Con nhỏ mà. Anh sợ là sợ cái vấn đề lâu dài á. Nay tuần lễ rồi mà ốm nó thấy luôn. Ốm. Nó vậy là anh thấy nó mạnh dữ lắm. Đúng. Chứ gặp con người ta thiệt luôn, con người ta nó khùng luôn. Nhưng mà nó đau thì có đau, nhưng mà hiện giờ cái tuổi này là tuổi hồn nhiên. Yeah. Nó chưa có biết. Dạ. Nó chỉ có đụng vô thì nó la đau thôi, chứ còn vậy cô nó chạy nhảy vậy nè. Nếu như mà đứa bé như cháu ngoại cô này mà nằm rồi thì chắc có lẽ cô khổ lắm. Dạ. Còn nó nói vậy, nó đi tới lui vậy, nó đau, nó gượng, thằng đau gượng. Tại dạ. Ghét con em á, giả là gặp tay. Mà nhéo hay là cắn gì, ngắt gì đi. Cô cũng hiểu sao mà tay chân nào mà cắt cái kiểu đó. Cầm cái con dao mà đi làm vậy được chứ phải chi á. Thằng này nó lớn lên rồi nó trả treo cái gì đó, nó mất dạy gì đó. Thì bây giờ á, làm tới cái cỡ đó nữa. Bây giờ á, Phong sẽ cung cấp những tấm hình á, nhưng mà nếu mà lên YouTube á thì sẽ làm mờ lại. Nếu mà cơ quan pháp luật hoặc là những cái hội nào mà muốn về hiểu về thông tin này thì liên lạc với Phong. Phong sẽ gửi những cái tấm hình rất rõ á, và đây là quý vị. Nhưng mà xin phép là Phong làm mờ nha. Nếu mà đăng YouTube là Phong sẽ làm mờ. Đây là cái tấm hình bé lúc đây nè quý vị. À, thì thôi cái tấm này á, cũng giống như bé hiện tại thôi. Nhưng còn cái tấm này là cái tấm mà mới vừa khứa luôn đây. Máu nó còn chảy luôn nè. Đó. Cái này là phía trên cái phía trên của cu của bé đó quý vị. Đó. Rồi ở đây con đây. À, đây là những cái vết khâu của bác sĩ đây. Đã đi bệnh viện rồi đó quý vị. À, mà phía đầu á, nó bầm tím luôn nữa nè. Cái này cũng có tụ máu luôn. Đó, thì cô cũng đang cung cấp đây. Đó, cái này là nào đang dán băng lại. Dạ. Dạ. Còn đây là cái hung khí mà đối tượng Liêm đã dùng cái dao thái này nè để mà rạch cu của bé Khôi. Còn
Đây là cái gương mặt của Liêm đây, 38 tuổi đây. Em nói cái người này á là cái địa chỉ ở đâu em? Dạ, cái giấy chứng minh rồi. À, đây, anh có luôn. Nhưng mà anh không có đưa lên trên đây. Tên là Bùi Ngọc Liên. Liên phải không? Dạ, Bùi Ngọc Liên. Là 26 tháng 10 năm 1985. Vậy là quê á là Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre. Còn nơi thường trú á là 410-2, ấp Thạnh Hữu, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre. À, hiện giờ là Phong đang giữ cái giấy căn cước, mà cái này là giấy photo. Mặt sau không có ha. Dạ, mặt sau không có. Đó, quý vị đây nè. À, hiện giờ Phong giữ nhưng mà chắc Phong phải làm mờ lại. Đây là có một số cái thông tin cung cấp cho quý vị biết. À, cũng nhờ. À, theo như giờ trước khi Phong nói sẽ để cho cô và mẹ của bé Khôi nói. Thì sự việc này nè cô với Dung. Mình muốn sự việc này nó thấu đáo. Mình muốn sự việc này nhờ bên hội nào, nhờ ai. À, và mình muốn thắc mắc những cái gì em cứ việc nói hết hay là cô nói hết. Theo như đúng cái ý nghĩ của cô, cái bức xúc của cô hiện tại bây giờ, thì cô nhờ tất cả ban ngành và toàn thể đồng toàn thể hội phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ và hội bảo vệ người mẹ và trẻ em trong nước và ngoài nước để có một tiếng nói giúp đỡ giùm cho cô để lấy lại sự công bằng cho gia đình, để lấy lại những cái dấu vết thương tích đó, rồi với lại tổn thương tinh thần của cô, rồi coi như là các cấp lãnh đạo có thẩm quyền xử lý đúng theo luật. Đúng theo luật là người lớn mà để áp bức một cái trẻ em như vậy thì nó nằm vào trong cái bộ luật như thế nào, trong cái điều mấy, rồi trừng phạt như thế nào. Bị vì cô năm nay cũng bệnh tai biến nè, nửa mé mặt rồi, mà cũng gần 70 tuổi rồi. Còn bé Dung thì nó không có chồng mà ở nuôi con tới giờ. Gia đình cô ở nhà trọ về cô cũng không biết than thở cùng ai hết. Nên bây giờ á, là cô và Dung á, cũng là giống như là bên hội phụ nữ và bảo vệ trẻ em, là mình đang sẽ nhờ cái hội đó là cái hội nó thiết thực nhất. Tại vì bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em luôn. Đó, và cũng mong rằng những các cấp lãnh đạo á, quan tâm đến sự việc này, hỗ trợ về cái hiện giờ mẹ con. Nói chung cũng đang giống như là sự việc này xảy ra thì đầu óc cũng đang bấn loạn. Nhiều khi cứ định hướng để mà giải quyết chuyện này như thế nào thì nói chung là Phong hỏi nhưng mà cô cũng mập mờ lắm. Chưa có rõ ban ngành nào để bảo vệ cho mình. Thì cũng mong qua video này thì cô chú anh chị, những người hiểu về luật pháp, hiểu về sự việc, hãy comment định hướng cho Phong, định hướng cho cô Vân và định hướng cho Dung sẽ đi hướng như thế nào. Trước tiên là nói về bé Khôi là bây giờ bị cái phần cu bị khứa vậy đó, nên đi những điểm nào, bác sĩ nào hay là bệnh viện nào để mà cho an tâm bên cái phần mà sinh đẻ sau này. Tại vì đó là bộ phận sinh dục nam thì không biết có ảnh hưởng hay không, phải có cái câu trả lời rõ ràng thấu đáo của những cái bệnh viện lớn nhất có thể. Còn cô riêng về thì... Cô thì hồi đó giờ mới gặp với tình trạng này lần đầu tiên. Mà coi như là mấy chục năm rồi, cả 70 tuổi rồi cũng chưa có nghe nữa. Thành ra cô cũng không biết là như thế nào, cô cũng nói không có được. Cái cô mới nghe nói là đàn hội liên hiệp phụ nữ là để mà bên phụ nữ nè. Với hội bảo vệ trẻ, người mẹ và trẻ em. Cái cô cũng mấy ngày nay cũng hỏi vậy mà cô cũng giờ cũng lẩm cẩm cũng không biết đi cách nào. Thì giờ tôi cũng kính mong sự giúp đỡ của cấp trên. Thì để mà hướng dẫn giùm cho cái đoạn đường sắp tới, tôi và con gái tôi đưa cháu ngoại tôi đi đến đúng nơi đúng chỗ. Để không ảnh hưởng tương lai sau này của cháu. Tại vì cái tuổi của cô giờ cũng xế chiều rồi. Rồi mẹ con nó sống ở lại rồi không biết cái cuộc đời cháu cũng sống như thế nào nữa. Thì cô cũng mong nhiều đó. Cô chỉ ước mong nhiêu đó đi. Bây giờ cũng không biết lời nào để nói nữa. Dung có nói nữa gì không nè? Con thì, mình đó. Dạ thì ý em cũng như mẹ em vậy đó. Là cũng nhờ nói chung là mình bây giờ cũng mình cũng đang bối rối quá.
mình không biết là định hướng sẽ đi về đâu để mà giúp đỡ. Dạ. Nhờ người giúp đỡ thì cũng điện cho Phong. Dạ. Điện cho anh. Thì nói chung anh là tới để tìm hiểu sự việc. Dạ. Truyền tải này lên cũng nhờ là cô chú anh chị những người mà hiểu về pháp luật á. Dạ. Với thương trẻ em, bảo vệ trẻ em á, thì sẽ có những tác động nữa. Dạ. Thì khi nào có những cô chú đó có can thiệp vào liên lạc Phong anh á. Dạ. Hoặc là như thế nào anh sẽ báo cho hay. Dạ. Thì mong rằng là những đứa trẻ này nè, anh nói thật sự luôn, nếu ở nước ngoài á, tát một bạt tay thôi là đã ở tù. Dạ. Rồi chứ đừng có nói mà cầm tới hung khí, cái hung khí mà nội mà giá nhá thôi là cũng đủ ở tù nữa, còn cái này nó đã tác động vào luôn rồi đó. Và sẵn nữa cái giấy kết luận của bác sĩ như thế nào luôn không có không? Dạ. Cái chỉ có cho cái giấy ra viện thôi à, nói là bị thương trên xương vật thôi. Chứ còn cái kết luận là người ta đang giữ ở dưới chứ không có đưa cho mình. Dạ, cái bệnh án là người ta bác đang sĩ giữ luôn. Trả lời là cái bệnh án này với thương tật bao nhiêu phần trăm thì bác sĩ để chờ. Dạ. Công an lên. Vậy là cái đó cũng đang cung cấp cho bên công an. Dạ. Tại vì hiện giờ công an đang thụ lý cái vụ án này. Dạ. À. Nên giờ là công an cũng đã chắc cũng đã lên tiếng với ở bệnh viện rồi. Những cái gì mà nó liên quan là phải giữ lại để mà điều tra. Để mình làm việc với cái người tên Liên này. Thì Phong cũng đã tìm hiểu và đã đi tới nơi. Và đã thấy được bé, gặp được cô Dung và cô Vân và gặp được Dung. Và cô chú đang xem video này hãy chia sẻ thật mạnh, chia sẻ thật nhiều. Để mà giúp cho gia đình của bé Khôi á, định hướng để mà đi điều trị và sẽ thưa cái người tên Liên này nè ra pháp luật để mà pháp luật trừng trị. Đối với một đứa nhỏ mà hành động như vậy á, là thú tính rồi, vô nhân đạo, thì sẽ có những cái video tiếp theo về sau cái buổi đi về này. Mong rằng sẽ nhận được những cái sự quan tâm của cộng đồng. Thì con cũng xin phép con về.